ngành xây dựng Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, kể cả trong đầu tư công, hợp tác công tư hay đầu tư tư nhân đang có sự gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thì cũng có nhiều rủi ro về tranh chấp. Theo Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, có khoảng 20% các vụ việc mới mỗi năm là các vụ việc phát sinh trong hoạt động xây dựng, bao gồm các tranh chấp liên quan đến cơ sở hạ tầng và đầu tư, và chiếm hơn 90% tổng giá trị tranh chấp hàng năm. Hoạt động xây dựng thì luôn luôn là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, và đặc biệt là rủi ro pháp lý. Thì thông thường thì những cái rủi ro kinh tế thì có thể kiểm soát được ở một khía cạnh nào đó. Nhưng mà nó đồng tới rủi ro pháp lý đấy, thì nó là liên quan tới xung đột lợi ích, mà không giải quyết được thì lúc đó mới là tranh chấp. Thì những cái rủi ro như vậy nếu mà không được nhận diện từ khi ký hoặc là khi triển khai dự án, không kiểm soát nó, không tìm những cái giải pháp để kiểm soát nó, thì đương nhiên nó sẽ diễn ra. Và khi vào giải quyết tranh chấp, trong những trường hợp mà đã cố tìm mọi cách để giải quyết tranh chấp nhưng có những cái sai phạm, có những cái tranh chấp, những cái xung đột lợi ích mà thực sự là khó điều hòa được giữa các bên. Do đó chúng ta phải nhận diện được ngay từ đầu. Các chuyên gia cho rằng hợp đồng xây dựng không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn là công cụ đảm bảo sự công bằng cho các bên tham gia. Quá trình thực hiện hợp đồng luôn luôn tồn tại vô số rủi ro tiềm ẩn, nên những người tham gia biên soạn, thương thảo và quản lý nên trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm từ các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này, trong đó có Australia. Hiện nay thì với sự hội nhập kinh tế thì các mẫu hợp đồng trên thế giới, ví dụ như NEP hoặc là hợp đồng FIDIC được sử dụng ở Việt Nam, và khi đấy thì không phải tất cả các nhà thầu đều có cái khả năng, có cái am hiểu đối với hợp đồng. Cho nên là cái câu hỏi đầu tiên đối với các nhà thầu thì khi đấu thầu là phải biết được cái hợp đồng mà mình đang tham gia là gì. Nó là một dạng hợp đồng mà mình đã thường xuyên làm và mình hiểu bản chất của nó, hay là một dạng hợp đồng mới để mình trả lời cho những cái rủi ro mà mình có thể gặp phải nó. Khi xác định được cái hợp đồng mà nó là hợp đồng mới rồi thì mình sẽ tìm được cái giải pháp, đây là phải có người hướng dẫn hoặc tư vấn. Tôi nghĩ cách tốt nhất là chúng ta nên có hợp đồng. Hợp đồng rất quan trọng và cần có các điều khoản quan trọng trong trường hợp bất khả kháng để giúp cho các bên giải quyết vấn đề. Trên thực tế, cách tốt nhất đó là thảo luận và tìm ra cách chia sẻ rủi ro giữa hai bên. Các chuyên gia nhấn mạnh, giải quyết tranh chấp trọng tài xây dựng, đặc biệt đối với các dự án cơ sở hạ tầng lớn, luôn đòi hỏi chuyên môn sâu và kinh nghiệm của các đối tượng liên quan. Yêu cầu này không chỉ đặt ra đối với các trọng tài viên, luật sư của các bên, mà còn cả đội ngũ nhân sự của tổ chức trọng tài trong việc tổ chức và điều phối quá trình giải quyết tranh chấp.